Điểm thiết yếu thứ hai, chính khám phá một trạng thái duy nhất của tánh giác, một xác quyết duy nhất. Tuyên bố thứ hai về sự đạt đến một xác quyết duy nhất hay khám phá duy nhất. Nhưng trong Tô Trang, đây không phải là cái gì chúng ta quyết định một cách tri thức. Căn cứ trên tin tức gián tiếp qua nhiều trung gian hay căn cứ chỉ trên niềm tin, một cá nhân có thể đi đến một quyết định. Nhưng nếu chúng ta không khám phá cho chính mình cái gì là nguyên lý dưới đáy sâu, quyết định này là một cái gì sẽ sai lầm ở tối hậu. Có lẽ căn cứ trên thông tin chi tiết và chuyên môn, chúng ta có được một quyết định về bản chất của một đối tượng quyền bí nào đó, nhưng chúng ta không tự mình thấy nó. Khi có thông tin mới, chúng ta phải xem lại hay thay đổi quyết định của mình về bản chất của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã thực sự khám phá cái gì qua chính kinh nghiệm riêng của mình, bây giờ không có vấn đề đi đến một kết luận theo hướng trí thức, bởi vì chúng ta đã quyết định tình trạng thật sự của nó cho chính chúng ta. Từ ngữ Tây Tạng Thác Kappa nghĩa đen là cắt đứt dây, nghĩa là quyết định hay có một quyết định. Nhưng đây không phải là thực sự là nghĩa của từ ngữ trong bối cảnh Tô Trang. Khi chúng ta có một quyết định, chúng ta sử dụng đầu óc hay trí năng, chúng ta xem xét chứng cứ hay chấp thuận những vấn đề theo niềm tin, và rồi chúng ta đi đến một quyết định thông minh hay không, và nghĩ nó như thế này đây. Nhưng quyết định này vì những lý do trên không bao giờ là kết thúc hay chắc chắn. Luôn luôn nó là một cái gì thử xem, cần xét lại. Đối với những mục tiêu thực tiễn trong đời sống hàng ngày, việc đó thường là đủ. Nhưng một khi chúng ta tự mình đã thấy được sự việc, đã được đưa vào sự việc bởi một vị thầy chính ngài đã hoàn toàn quen thuộc với nó, bây giờ chúng ta không phải có một hiểu biết thử xem dò dẫm, mà là một hiểu biết chắc chắn. Như thế, trong bối cảnh Tô Trang, Thác Kappa nghĩa là quyết định một điều gì một cách dứt khoát và rốt ráo qua kinh nghiệm cá nhân trực tiếp mắt thấy tai nghe. Tuy nhiên, dù chúng ta đã được đưa vào một hiểu biết trực tiếp về vật thể quyền bí này, về sau những bạn bè của chúng ta có thể gièm pha những điều chúng ta nói và nghi ngờ sự hiểu biết của chúng ta. Hơn nữa, những người gọi là chuyên gia và những học giả học rộng khác có thể phản bác căn cứ trên học vấn bao la của họ, và như vậy chúng ta có thể nghi ngờ sự gặp gỡ nguyên sư mặt đối mặt với vật thể quyền bí ý. Cũng như thế, đối với sự đưa vào trực tiếp Rippa hay trạng thái tham thiền của chúng ta, càng ngày những nghi ngờ càng nổi lên trong tâm thức khi chúng ta nghe những chuyên gia ý thảo luận về vấn đề và khi đọc những sách của họ. Chúng ta đi đến chỗ nghi ngờ kinh nghiệm của chính chúng ta. Chúng ta nghi ngờ vì những thứ trung gian bị quy định của chúng ta, văn hóa, xã hội, giáo dục, những tri thức có thẩm quyền, vân vân. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Tô Trang là cái gì mà mỗi cá nhân đều có thể đi vào trực tiếp và tức thời. Khi sự tươi mới của trí nhớ với lần gặp gỡ đầu tiên cái thực thể bí mật này nhạt dần, những nghi ngờ tự nhiên sanh khởi và chúng bắt đầu suy đoán và giải thích lại chủ đề. Như vậy, một đưa vào duy nhất không đủ cho sự tiếp tục trên con đường, và chỉ niềm tin sẽ không đưa chúng ta đi xa. Một khi đã được đưa vào trạng thái ấy, bây giờ chúng ta phải thực hành để có đi có lại kinh nghiệm này về Rippa. Chẳng hạn, giả dụ rằng trước khi trở lại đời sống hàng ngày, đạo sư cho chúng ta chìa khóa của căn phòng nơi thực thể bí mật ở đó, để chúng ta tự mình có thể trở lại bất cứ khi nào thích, mở nó ra, bật đèn và nhìn lại đối tượng bí mật đó. Chúng ta lặp lại sự việc này nhiều lần, ngày hay đêm, và dần dần chúng ta khám phá làm sao để đèn sáng lâu hơn. Rồi chúng ta có thể kinh nghiệm hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị và xúc chạm của vật thể này.
chúng ta có thể xem xét nó theo mỗi góc cạnh, theo ý thích của chúng ta, đến độ chúng ta không còn nghi ngờ nào về vật thể quyền bí này. Chúng ta đã tự mình khám phá nó và đã xác định dứt khoát bản chất của nó. Dù có ai nói gì, chúng ta cũng không nao núng nữa, vì chúng ta có một hiểu biết chắc chắn về vật thể quyền bí này. Chúng ta có một thâm nhập trực tiếp và liên tục vào cội nguồn của hiểu biết. Cũng như thế với trạng thái của Rippa, và đây là ý nghĩa của tuyên bố thứ hai. Namkai Nobu Rinpoche giải thích trở đi trở lại ý nghĩa của tuyên bố thứ hai này là không lưu lại trong nghi ngờ. Tuy nhiên, đây không phải là sự dịch nghĩa đen của tạng ngữ, mà là một giải thích hay chú thích về nó. Một khi chúng ta được đưa vào cái thấy hiểu, đường lối khai triển cái thấy hiểu này là qua thực hành thiền định. Trong khi bộ thứ nhất của giáo lý Tô Chen, Sim Tê hay bộ tâm chủ yếu đề cập đến sự đưa vào tánh giác Rippa, thì bộ thứ hai tức là Loan Tê hay bộ không gian chủ yếu nói đến việc đi đến một xác quyết bằng cách khám phá trạng thái duy nhất này của Rippa trong đa dạng kinh nghiệm do sử dụng nhiều loại phương pháp khác nhau. Như thế, trong hệ thống Loan Tê Tô Chen, chúng ta thấy nhiều loại đa dạng những phương pháp và kỹ thuật thực hành được cung cấp. Đã khám phá trạng thái đơn nhất và duy nhất này của tánh giác vốn sẵn tức thời trong tất cả những kinh nghiệm đa dạng và khác nhau này, bây giờ chúng ta sẽ không chào mời những nghi ngờ nào nữa ngoài tánh giác. Những kinh nghiệm trong thiền định. Trong khi thực hành thiền định, chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất, qua sự thực hành samatha hay làm bình lặng tâm thức bằng cách chú tâm vào một đối tượng của thiền định, và về sau chỉ chú tâm vào một chỗ trong không gian, chúng ta khám phá một trạng thái tĩnh lặng. Tuy nhiên, kinh nghiệm một trạng thái bình lặng không có tư tưởng quấy nhiễu này không phải là tánh giác Rippa vốn sẵn. Nó chỉ là một kinh nghiệm thiền định. Nếu một trạng thái của tâm thức trống trơn không có một tư tưởng thật sự tiêu biểu cho chánh định, bây giờ việc chúng ta say nằm trên nền tảng trong một mê mẩn vô thức sẽ là giác ngộ, vì không còn tư tưởng nào khởi lên trong tâm thức nữa. Trái lại, một trạng thái như vậy chỉ là một trống trơn vô hồn hay một trạng thái vô ký và không phải là tham thiền. Nó là một kinh nghiệm, một hệ thống thiền định có khắp thế giới. Dù Phật giáo hay Ấn giáo, xưa hoặc nay, đều có những phương pháp để đạt đến trạng thái bình lặng này. Giáo huấn những phương pháp này trở thành một công việc rộng lớn ở Tây Phương ngày nay. Nhưng nghĩ rằng sự tham thiền chỉ là một trạng thái không có tư tưởng sanh khởi là một sai lầm trầm trọng. Bởi vì bây giờ chúng ta khước từ năng lực bẩm sinh, sáng tạo hay tiềm năng của tâm. Sanh khởi những tư tưởng là một công dụng tự nhiên của tâm. Tiềm năng này, thần lực, năng lực, tiềm năng chỉ là diễn tả một năng lực tự phát của tâm. Như vậy, tiến trình khai triển thiền định của chúng ta không ngừng với samatha, tĩnh lặng hay sự chứng thực một trạng thái bình lặng vô niệm, mà sau khi đạt đến trạng thái bình lặng này, chúng ta tiến hành một sự quán sát không vướng mắc đối với sự chuyển động của tư tưởng. Tiến trình thứ hai này được biết là quán chiếu cao hơn hay Vipassana. Samatha giống như mặt nước bình lặng của một cái hồ trên núi khi những làn gió của phóng vật ngừng thổi, trong khi Vipassana giống như xem chừng con cá bơi trong chỗ nước trong của cái hồ sâu thẳm. Nhưng không cái nào trong cả hai thời khắc này không phải trạng thái bình lặng, cũng không phải sự chuyển động của tư tưởng, biểu thị cho Rippa. Rõ được điểm này thì rất quan trọng để hiểu nghĩa của Tô Chen. Trái lại, một số các hệ thống thực hành thiền định khác, Rippa là một yếu tố thứ ba. Nó có thể được khám phá trong cả hai kinh nghiệm này, tỉnh hay động. Rippa không phải là bản thân kinh nghiệm, mà là sự tỉnh giác trực tiếp kinh nghiệm đó. Cũng lại như thí dụ một tấm gương duy nhất và vô số những bóng dáng phản chiếu trong đó,
Tỉnh giác tức thời này là một cái độc nhất, một cái duy nhất. Nó được khám phá trong bất cứ kinh nghiệm nào khởi lên với chúng ta. Những kinh nghiệm này là đa thù, xảy ra trong vô số khác biệt. Nhưng sự hiện diện này hay tánh giác tức thời này là duy nhất và bao giờ cũng như vậy. Nó là khả năng của bản tánh của tâm. Nó là, như chúng ta đã nói, giống như khả năng của mặt gương trong trẻo, thanh tịnh và trong suốt, khả năng không bị ngăn ngại và không bị giới hạn của tấm gương phản chiếu mọi sự. Sự hiện diện sẵn có tức thời này là một cái chúng ta phải khám phá ở bất cứ nơi nào, để chúng ta có thể sống được trong bản tánh của tấm gương mà không phải trong những bóng dáng phản chiếu. Dù những kinh nghiệm của chúng ta có vô cùng sai khác về mặt thực hành thiền định, trong những giáo lý Tôi Trang chúng ta thường nói đến ba loại kinh nghiệm, cụ thể là những kinh nghiệm cảm giác lạ, những kinh nghiệm về sáng tỏ hay quang minh, và những kinh nghiệm không phóng dật hay không có tư tưởng. Hơn nữa, cá nhân có ba phương diện, ba chiều kích của hiện sinh của nó, tức là thân, ngữ và tâm. Thân nghĩa là thân thể vật chất lẫn sự tương tác của nó với môi trường chung quanh. Những kinh nghiệm cảm giác lạc liên hệ hơn với thân chúng ta, chiều kích hiện hữu vật chất. Những cảm giác có thể trung tính hay đau đớn, nhưng về mặt thực hành thiền định, chúng ta dễ dàng làm việc hơn với những cảm giác lạc. Ngữ không chỉ là những âm thanh chúng ta nói, mà là toàn thể chiều kích của năng lực của cá nhân. Điều này bao gồm hơi thở và sự tuần hoàn của năng lực tâm thức khắp thân thể. Những kinh nghiệm về sáng tỏ hay quang minh liên hệ với chiều kích này của hiện sinh chúng ta. Cuối cùng, chúng ta có chiều kích của tâm, và những kinh nghiệm không phóng dật hay trống không liên hệ với cấp độ này hơn. 10. Ở trong tham thiền hay rơi vào phóng dật. Một trạng thái thiền định giống như dòng liên tục của một con sông. Trong phần này của tự bình giảng của mình, Bajrun Rinpoche cung cấp một giải thích rộng về những phương pháp của thực hành thiền định. Ở đây Ngài nói rằng hành giả cần an trụ trong một trạng thái thiền định giống như sự trôi chảy liên tục của một dòng sông. Liên tục nghĩa là không gián đoạn. Những tư tưởng khởi lên và tan biến trở lại mà không có sự cố gắng nào của chúng ta tạo ra hay dừng dứt chúng. Khi định tâm mạnh mẽ buông xả một ít, những tư tưởng bắt đầu phát triển và phát tán. Thay vì cố gắng đè nén hay can thiệp, chúng ta nhận biết chúng là trò phô diễn liên tục của năng lực sáng tạo bẩm sinh của tánh giác nguyên sơ. Tuy nhiên, chúng ta không phóng dật theo những tư tưởng này và chúng ta không theo chúng. Trong trạng thái tham thiền, dù tư tưởng phát tán hay tĩnh lặng, điều này là trọn vẹn tốt đẹp, bởi vì cả hai đều biểu thị năng lượng vốn sẵn này, và chúng ta tiếp tục tham thiền. Sự sanh khởi những tư tưởng sao lãng và những phiền não biểu thị chân lý phát sanh trong bốn thánh đế Đức Phật đã tuyên thuyết, nhưng do trở nên bị hấp dẫn và bám luyến vào chúng, các cảm thọ luyến ái và ghét bỏ sẽ khởi lên, đưa đến những hy vọng và thất vọng, biểu thị chân lý và sự khổ. Như đạo sư Tilopa nói, vấn đề không phải là những tư tưởng sanh khởi trong tâm, mà vấn đề là chúng ta trở nên bám luyến vào chúng. Nếu chúng ta trở nên bám luyến, bây giờ bất cứ kinh nghiệm nào khởi lên, dầu lạc hay khổ, sẽ có bản chất của sanh tử. Nhưng nếu chúng ta nhận biết những tư tưởng và phiền não này chỉ là trò chơi sáng tạo của tâm, chúng sẽ chỉ biểu lộ trong không gian rỗng rang vô ngại của trạng thái pháp thân, và sẽ không có chút lợi hay hại nào cho cá nhân. Rơi lại vào mê lầm. Nhưng dù chúng ta đã được đưa vào cái thấy hiểu đúng, nếu chúng ta rơi trở lại vào sự phồn tạp của những tư tưởng mê lầm, không thể giữ gìn trạng thái tham thiền nhờ thiền định, chúng ta sẽ lại thấy mình bị bắt vào thế giới mộng ảo của sanh tử một cách vô vọng, do sự khởi sanh của những tư tưởng trong dòng thức của chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta tự cho mình là thiền giả hay hành giả, chúng ta không khác chút nào với một người bình thường mê lầm trong cuộc đời thế gian. Bởi thế, trong sự thực hành, chúng ta cần
không bao giờ lìa khỏi trạng thái tự an định toàn bộ này của sự không thiền định, được gọi là tham thiền. Sự tham thiền này được gọi là đại, bởi vì nó là toàn bộ, bao trùm khắp và liên tục dù hoàn cảnh nào. Nó là tự an định vì nó tự nhiên và tự phát. Nó là không thiền định vì trạng thái tham thiền nằm trên tâm thức và những việc làm của tâm thức. Trong Rippa không có sự tạo ra một trạng thái thiền định hay quán tưởng nào của tâm thức. Rippa vượt trên tâm thức và trên thiền định. Tuy nhiên, dù chúng ta có thể gặp gỡ cái thấy hiểu nhờ một sự đưa vào trực tiếp, nếu chúng ta không thực hành thiền định, chúng ta vẫn sẽ bị bắt vào sanh tử, tiến trình dòng do của những tư tưởng do tâm thức sáng tạo. Tiến trình này sẽ đưa chúng ta lòng vòng không bao giờ chấm dứt. Với mỗi tư tưởng phóng dật khởi sanh trong tâm thức, chúng ta lại tự đồng hóa với nó. Như thế, chúng ta có nhiều cái tôi hay cái ngã bằng với những tư tưởng khởi sanh trong tâm thức, và chúng ta thấy mình tái sanh trở đi trở lại với sự sanh ra mỗi tư tưởng mới. Theo nghĩa này, chúng ta chịu chết và tái sanh không chỉ khi thân thể chúng ta chết, mà từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác với sự khởi diệt của mỗi tư tưởng mà chúng ta tự đồng hóa với nó. Bởi thế, sanh tử là một tiến trình trong từng khoảnh khắc đối với chúng ta. Thiền định như một đối trị. Về phương pháp được dùng trong thiền định, tư tưởng có phát triển hay yên lặng, chúng ta cũng không cần áp dụng bất kỳ đối trị đặc biệt nào. Trái lại, trong những phương pháp trong hệ thống kinh, khi một phiền não khởi lên trong tâm thức, hành giả áp dụng một đối trị đặc biệt để chống lại ảnh hưởng của nó. Chẳng hạn, nếu một vị tăng vô tình thấy một phụ nữ đẹp đang tắm trần truồng, kết quả là một tư tưởng dục khởi lên trong dòng thức. Ông cần lập tức quán tưởng phụ nữ ấy là một cái túi da chứa đầy máu, xương, thịt và các chất dơ khác để vượt qua bám luyến vào cái thấy người ấy. Sự thực hành này được biết là Apsuha Habjana hay bất tịnh quán. Khi sân giận nổi lên, ông đối lại bằng lòng từ, gọi là từ quán. Đây là cách dùng một cái đối trị, một loại thuốc khoa đối trị. Nhưng đó không phải là phương pháp của Tô Trang. Với Tô Trang, khi tư tưởng và phiền não khởi lên, mọi đối trị đều là thừa khi chúng ta an trụ trong trạng thái Rippa. Cái đối trị duy nhất và đầy đủ là tánh giác. Và cái đối trị này giống như phương thuốc trị bá bệnh, chữa lành tất cả bệnh tật. 11. Tịnh quang mẹ và con. Trong thực hành thiền định, chúng ta nhận biết rằng bất cứ tư tưởng nào khởi lên đều biểu thị năng lực hay tiềm năng của tánh giác biểu lộ. Tánh giác này như mặt trời trong bầu trời, và năng lực của nó như những tia sáng mặt trời. Chúng ta nhận biết rằng mọi tư tưởng lan man này, bất kể chúng dị biệt thế nào, bản tánh của chúng chính là tịnh quang thực sự của nền tảng. Nó không gì khác hơn là pháp thân mẹ vĩ đại. Và bản tánh hay cội nguồn này được gọi là tịnh quang mẹ, thường trụ như nền tảng. Quả thực, tịnh quang là thể trạng hay cách thế hiện hữu tự nhiên của chúng. Cách thức trong đó, những tư tưởng hiện hữu một cách tự nhiên. Và bà mẹ này là một cái gì phổ quát hơn là cá nhân. Theo nghĩa, dù có nhiều vị Phật khác nhau xuất hiện ở khắp thời gian và không gian, tất cả các ngài đều tham dự trong một pháp thân duy nhất, siêu vượt khỏi mọi nhị nguyên và đa nguyên. Chúng ta nhận ra tịnh quang nhờ đã được đưa vào cái thấy hiểu bởi đạo sư. Ngài chỉ nói cho chúng ta, đây là tịnh quang của tự tánh giác Rippa vốn sẵn của anh. Cái tịnh quang cá nhân mà đạo sư đưa chúng ta vào, và chúng ta cứ kinh nghiệm trở đi trở lại trong thiền định của chúng ta suốt cả đời mình, được biết là tịnh quang của con đường hơn là tịnh quang của nền tảng. Cái quang minh gặp trên con đường này cũng được biết là tịnh quang con, khác với tịnh quang mẹ. Đứa con này giống như một tia sáng nhỏ của toàn thể tịnh quang. Chẳng hạn, nó không khác gì một ngọn đèn sáp so với mặt trời giữa trưa là nguồn của mọi ánh sáng. Con, tịnh quang của con đường,
được kinh nghiệm trong thực hành thiền định của chúng ta trong suốt đời. Nhưng mẹ, tịnh quang của nền tảng lúc chết mới gặp được khi tịnh quang hiển lộ vào lúc bắt đầu thể trung ấm của thực tại. Trong truyền thống Tô Trang, ba thể trung ấm hay ba trạng thái trung gian được phân biệt theo cái chết và tái sanh. 1. Thể trung ấm của khi chết. 2. Thể trung ấm của thực tại. 3. Thể trung ấm của hiện hữu. Tịnh quang mẹ biểu lộ vào lúc bắt đầu của thể trung ấm thứ hai, trước khi những hiện ảnh của những hóa thần bổn tôn bình an và hung nộ sanh khởi. Với kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta, thể trung ấm khi chết tương ứng với tiến trình rơi vào giấc ngủ, và trung ấm của thực tại tương ứng với sự biểu lộ trong khoảnh khắc của tịnh quang trước lúc bắt đầu mộng, trong khi bản thân trạng thái mộng tương ứng với trung ấm của hiện hữu. Nhưng trừ phi chúng ta thực hành tham thiền suốt đời, sự biểu lộ của tịnh quang sẽ xảy ra quá nhanh và chớp nhoáng đến độ chúng ta sẽ không nhận ra nó. Nhưng nếu chúng ta thực hành tham thiền trong trạng thái thức, bây giờ khi chúng ta chết, chúng ta sẽ sẵn sàng. Vào lúc chết, khi tịnh quang hiện lên, chúng ta sẽ nhận ra nó và chúng ta sẽ có khả năng giải thoát tức thời vào pháp thân. Đây gọi là phô qua hay chuyển di tâm thức cao nhất. Vào lúc này, khi tịnh quang của con đường và tịnh quang của nền tảng hòa lẫn và hợp nhất bất khả phân, đó gọi là sự gặp gỡ của tịnh quang mẹ và tịnh quang con. Điều này giống như một đứa con nhận ra bà mẹ thương yêu của nó sau một cuộc chia ly dài do sự lang thang lạc lõng của nó. Chẳng hạn vào thời xưa, một người dự quán đảnh nhập môn vào những nghi lễ quyền bí của Hy Lạp, La Mã cổ đại, được dẫn qua một loạt những phòng tối gần như một mê cung, bao vây bởi những âm thanh khủng khiếp và những sự hiện diện đáng ngại. Rồi đến căn phòng làm lễ, căn phòng cuối cùng có một sự tỏa sáng đột ngột. Giáo sĩ Tấn Phong gọi thí sinh đến dự: "Hãy nhìn ánh sáng con ta, nó chính là bản tánh và đời sống của con. Chính cái Epotia này hay tỏa sáng thình lình là sự đưa vào tịnh quang, nó chính là tự tánh của chúng ta." Quá trình quán đảnh nhập môn trong những tôn giáo bí mật cổ thời bắt chước kinh nghiệm chết và tái sanh và dẫn thí sinh vào cái ở bên trên, để người ta không phải sợ chết nữa. Tiến trình nhập môn này có thể so sánh với tử thư Tây Tạng. Qua sự thực hành tham thiền, chúng ta trở nên quen thuộc với tịnh quang của con đường, tịnh quang của nền tảng, tức pháp thân là cội nguồn, từ đó lưu xuất những tư tưởng và tình cảm như là những đại diện của năng lực sáng tạo bẩm sinh của nó. Như vị giáo sĩ nghi lễ quyền bí, đạo sư đưa vào ánh sáng của con đường, và chúng ta theo ánh sáng này trong sự thực hành của chúng ta. Như vậy, cuối cùng chúng ta khám phá được, trong một khoảnh khắc sáng tỏ và tự nhận biết, một hiểu biết hay trí tuệ, nó không chỉ là kiểu mẫu thí dụ mà là thực sự. Chúng ta khám phá tịnh quang của Phật tánh sẵn có của chúng ta. Trước kia đạo sư đã đưa chúng ta vào cái tịnh giác quang minh sẵn có này, và nhờ cái thấy hiểu tịnh quang này, chúng ta nhận biết được chính mình. Như thế chúng ta thể hiện sự quán đảnh nhập môn tối hậu, và điều này đưa ta vượt lên khỏi tan tra, tiến trình chuyển hóa. 12. Khám phá lại một tánh giác trực tiếp trần trụi. Lại phá tan những tư tưởng và kinh nghiệm. Nếu thiền định của chúng ta tiến hành êm thấm và chúng ta thấy mình ở trong một trạng thái trong sáng, thế là tốt. Nhưng nếu không, tốt hơn là nên ngưng thiền định, thư giãn vài phút và nghỉ ngơi. Không có gì có thể đạt được bằng cách tự ép mình, cố gắng quá sức là một lỗi lầm của thiền định, cũng như không cố gắng chút nào là một lỗi lầm. Nếu cố gắng quá mức, những khó khăn sẽ khởi lên và tâm thức chúng ta sẽ không trong sáng khi chúng ta gắng sức ép buộc nó. Chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi và phiền muộn, và bản thân tâm thức sẽ nổi loạn chống lại sự thực hành thiền định. Thế nên thực hành những thời gian thiền định ngắn thì tốt hơn. Khi những người mới học tham thiền trong một thời gian dài, thường thì những kinh nghiệm bắt đầu sanh khởi. Vào lúc đó tốt hơn là
bắt đầu ngưng thiền định và nghỉ ngơi, chỉ sau đó mới thực hành lại. Nếu không, chúng ta sẽ bám luyến vào những kinh nghiệm trong thiền định này, bây giờ chúng trở thành như những tấm màn dần dần che đậy khuôn mặt trần của Rippa. Để khám phá lại một tánh giác tức thời trần trụi, chúng ta phải phá hủy những cơ cấu tâm trí quy ước dây bọc chúng ta, và do đó phá hoại sự thiền định của chúng ta. Có một nguy hiểm lớn lao khi chúng ta bám luyến vào những kinh nghiệm thiền định của mình, nhất là những kinh nghiệm quang minh và lạc, như những cái nhìn thấy các quải trời. Chúng ta trở nên phóng dật và lạc mất trong những kinh nghiệm khiến tham thiền phải chấm dứt, và chúng ta là bị bắt vào thế giới mộng ảo của sanh tử. Thế nên một lần nữa chúng ta có thể dùng âm phạt như một sấm chớp phá tan mây mù. Ở đây bản văn nói đến bốn loại bám luyến vào những kinh nghiệm trong thiền định được xóa tan bằng âm phạt. Thứ nhất, những kinh nghiệm lạc phúc. Thứ hai, những kinh nghiệm sáng tỏ quang minh. Thứ ba, trạng thái tĩnh lặng. Thứ tư, sự sinh sôi phát tán của tư tưởng. Theo cách này, chúng ta có thể phá hủy mọi bám chấp và nhờ đó tiếp tục trong trạng thái tham thiền. Trạng thái tánh giác trực tiếp thấu suốt. Trong thiền định, bất kể cái gì xảy ra về mặt kinh nghiệm, chúng ta phải nương dựa vào thời điểm thiết yếu này và tiếp tục trong một tánh giác không thể diễn tả, trực tiếp thấu suốt mà không để cho bị phóng dật. Từ ngữ Rangtha nghĩa là trực tiếp thấu suốt, theo kiểu không bị ngăn ngại. Chẳng hạn khi một thành tựu giả cắm con dao Phunpa xuyên qua đá rắn không cần nỗ lực, không gặp sự chống lại, hay như ánh sáng đi thấu qua chất pha lê trong suốt. Thứ nhất, chúng ta phải thiết lập tham thiền bằng thực hành Samatha như diễn tả ở trước, để khám phá Rippa hay cái hiện diện tức thời trong trạng thái bình lặng trong mỗi thời thực hành. Bây giờ cũng dẫn tánh giác tức thời này được chuyển thành những chuyển động của tư tưởng. Cuối cùng nảy sanh sự không khác biệt giữa trạng thái tĩnh lặng và chuyển động của những tư tưởng, bởi vì hiện diện một trạng thái đơn nhất và duy nhất của tánh giác tức thời, đó là Rippa. Nhưng là những hành giả, chúng ta không dừng ở đó. Mục tiêu trong Tô Trang không chỉ khai triển Rippa giới hạn trong những thời thiền định, mà rồi trong thời gian giữa những thời thiền định trở lại với những trạng thái phóng dật và mê lầm bình thường của thức. Hơn nữa, mục tiêu là khai triển một tánh giác tức thời trực tiếp thấu suốt nơi bất kỳ cái gì chúng ta đang làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đích đến là lấy Rippa từ những thời thiền định và đem nó vào mọi hoạt động của đời sống hàng ngày. Đã khám phá Rippa trong trạng thái tĩnh lặng và trong chuyển động của tư tưởng, bây giờ chúng ta đem nó vào những chuyển động vật lý của thân thể, bắt đầu bằng những cử động rất đơn giản như chuyển động đầu, tay, vân vân, mà không mất sự hiện diện tức thời này. Về sau, chúng ta đưa nó vào những cử động phức tạp hơn như đi hay khiêu vũ. Và tuy nhiên, chúng ta vẫn ở trong trạng thái tham thiền suốt thời gian đó. Một thành tựu giả hay người thành thạo có thể nói và nghĩ một cách hợp lý, nhưng vẫn ở trong trạng thái tham thiền không bị sao lãng. Dần dần, mọi rào cản bị sụp đổ, tánh tỉnh giác tức thời này được đưa vào mọi hoạt động của thân ngữ tâm thức. Lần đầu tiên, chúng ta hoàn toàn thức tỉnh thay vì là một kẻ mộng du. Đây là sự việc cực kỳ căn bản. Bây giờ chúng ta sống trong tấm gương và không sống trong những bóng dáng phản chiếu nữa. Bây giờ không có khác biệt nào giữa trạng thái tham thiền bằng phẳng trong thời thiền định và tình trạng đi vào lại cái thức bình thường và cuộc sống hàng ngày khi thời thiền định đã xong. Cái sau được biết là hậu thiền định hay sự thể nghiệm sau đó. Khi tham thiền được trải rộng vào mọi phạm trù của đời sống, nó được biết là tham thiền toàn thể hay đại định Maha Samadhi, thiền quán Vipassana. Tiến trình đem tánh tỉnh giác dần dần vào những cử động của thân ngữ
và tâm thức trong Tu Chen gọi là Vipajana, nghĩa đen là quán chiếu cao hơn. Ở đây ý nghĩa của Vipajana khác với trong hệ thống kinh. Trong Tu Chen, quán chiếu cao hơn không chỉ là một chuyện trông chừng con cá bơi trong hồ nước trong hay xem chúng nhảy khỏi mặt nước. Sự so sánh thường thấy trong những kinh. Hơn thế, khi một con cá thình lình nhảy khỏi mặt nước, chúng ta thấy mình không là một người quan sát bàng quan trên bồ hồ nữa, như chúng ta làm trong thực hành Samatha. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta là con cá, chúng ta hòa nhập với nó và không có khác biệt nào giữa người quan sát và cái được quan sát. Chúng ta đã trở thành cái nhìn thấy, cái bên ngoài và cái bên trong hòa nhập, vượt khỏi nhị nguyên. Thế nên Vipajana trở thành một tiến trình hòa nhập tức thời, trực tiếp, tánh tỉnh giác vào chuyển động. Chuyển động là tỉnh giác và tỉnh giác là chuyển động. Chúng ta không định làm một cái gì đó rồi chuyển động. Đó là một cuộc sống nhị nguyên, và trong tình trạng đó chúng ta bị che chướng và giới hạn. Mà hơn nữa, chúng ta thể nhập và thực sự trở thành chuyển động. Chuyển động này là tự phát, không có tư tưởng hay ý định. Nhưng chuyển động này không mù quáng hay vô thức, nó hoàn toàn sống động và tỉnh thức. Vũ điệu của những Vipajana không chỉ là trò chơi của năng lực, nó cũng là vũ điệu của tỉnh giác. Về hành động, Tu Chen không bị giới hạn bởi lề luật nào, bởi thì không có hành động bị cấm đoán như vậy. Hơn nữa, thực hành Tu Chen nhằm đem tánh giác tức thời vào mỗi hành động, và sự biểu lộ của tánh giác vốn sẵn này là ý chí thực sự của ta. Tánh giác và ý định không xung đột với nhau mà hòa nhập. Trong trạng thái tham thiền, lòng bi bồ đề tâm thì tự nhiên và tự phát, nó không được thiết kế hay tạo dựng bởi tâm thức. Nhưng điều này chỉ chân thật khi chúng ta đang ở trong trạng thái tham thiền. Trạng thái Rippa thì vượt khỏi nghiệp và những hậu quả của nó, vượt khỏi tốt xấu. Nhưng cái thức nhị nguyên bình thường của chúng ta chắc chắn là không như thế. Vốn thanh tịnh, Rippa vượt khỏi những động cơ ích kỷ và mọi hành động của nó là tự toàn thiện một cách tự nhiên. Tất cả đây thật sự thuộc về tham thiền, nhưng nếu chúng ta có chút tự cho mình là một thành tựu giả, kiêu căng tuyên bố tôi đang ở trong trạng thái Rippa và làm như chúng ta muốn, theo sự thôi thúc và chiều theo mọi tham muốn phù du, chúng ta chỉ tự mê hoặc mình và sẽ chịu những nghiệp quả. Nghĩ mình đang ở trong trạng thái thì không giống như thật sự ở trong trạng thái ấy. Luật lệ duy nhất trong Tu Chen là tỉnh biết. Tu Chen dạy chúng ta trách nhiệm đối với những hoạt động của chúng ta, và điều này có nghĩa là tỉnh giác. Chúng ta luôn luôn tỉnh biết điều chúng ta làm và hậu quả của mỗi hành động. Hòa nhập với chuyển động không giống gì với bám luyến, vì cái sau tiêu biểu một sự thiếu tỉnh giác. Chủ nghĩa trí thức và phân tích bằng trí óc. Một số học giả nói rằng Tu Chen vốn chống lại trí thức. Tu Chen chân thật không phải là cái gì có thể được khám phá qua vốn liếng sâu rộng về lịch sử hay tư duy triết học, bởi vì nó là một trạng thái vượt khỏi tâm thức và nhân quả. Nó không thể hình dung ra bằng trí thức hữu hạn hay diễn tả bằng lời. Tu Chen đại toàn thiện, trạng thái bổn nguyên của cá nhân, phải được khám phá nhờ một sự đưa vào trực tiếp của một đạo sư, và rồi được tìm thấy nhờ những phương tiện trí óc quy ước, những lý luận và triết lý về bản tánh của cái tuyệt đối, vân vân. Nó nằm trong kinh nghiệm, không ở trong tư duy. Nhưng một khi trạng thái này được giới thiệu và rồi được khám phá trở đi trở lại trong kinh nghiệm thiền định, Tu Chen không đòi hỏi chúng ta không được nói hay viết một cách thông minh về trạng thái này. Tuy nhiên, bàn luận triết lý về Rippa không nên bị lầm với bản thân Rippa. Nó không phải là một ý niệm. Làm như vậy là lầm lẫn ngón tay chỉ mặt trăng với mặt trăng. Lại nữa, phân tích trí óc cũng không là thực hành thiền định thích hợp với Tu Chen. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa lý luận và phân tích không nên dùng khi cần thiết và thích hợp. Dù trong trạng thái thiền định, thành tựu giả vẫn có khả năng di động, nói năng, suy nghĩ, lý luận, làm bất cứ cái gì cần thiết. Nhưng khác với chúng sinh bình thường,
Thành tựu giả làm như thế với tỉnh giác hoàn toàn. Vị thành tựu giả không chỉ an lạc và khoáng đạt, tỉnh biết một cách trống trải chung quanh, và cũng bị nhiễm độc bởi khói thuốc lá. Tuy nhiên, những hoạt động suy nghĩ nói năng này không biểu thị nguyên lý, chúng chỉ là những bóng dáng trong tấm gương. Trung tâm quân bình của vị thành tựu, bất kể hoạt động trong chiều hướng nào, là Rippa. Vì lý do này, họ được gọi là một Jivyahara hay Rishin, người nắm giữ tánh giác tức thời. Trong những hoạt động của vị thành tựu, mọi sự chuyển động từ một trọng tâm đơn nhất, trạng thái duy nhất của tánh giác sẵn đủ tức thời này. Người ta chuyển động như một vũ sư khéo léo qua một phòng đông người, không gia dấp một ai, nhưng hoàn toàn tỉnh biết trong từng cử động và trôi chảy duyên dáng qua không gian hội trường. Một hành giả tô chen như Long Chen Rasampa có thể là một học giả viết nhiều luận văn triết học về tô chen như bảy kho tàng của ngài, nhưng đó không phải là một mối quan tâm chánh yếu. Tô chen không phải là một triết lý như những triết lý khác, không nhiều hơn thiền. Thật vậy, có thể trình bày tô chen một cách triết lý, nhưng phương pháp của tô chen không phải là phân tích triết lý và xây dựng hệ thống siêu hình học. Tuy nhiên, sai lầm khi nói rằng tô chen khước từ hay khinh miệt trí thức và hoạt động trí thức. Trí thức, trí năng là hữu dụng và cần thiết. Nó là một dụng cụ, nhưng trong tô chen nó không là nguyên lý. Rippa là nguyên lý. Lý trí có chỗ dùng của nó và cần dùng khi thích hợp, nhưng nó cũng là những giới hạn tự thân của nó. Rippa là sự thông minh vượt khỏi lý trí và trí thức. Mục tiêu của tất cả thực hành tô chen là tỉnh thức và không phóng dật, và hành động một cách thông minh và trách nhiệm trong mọi tình huống. Thành tựu giả luôn luôn chuyển động từ trung tâm cao tột và chân thực này. Trong trạng thái tham thiền, cả hai lý trí và trực giác vận hành với năng suất tối đa. Tô chen là một trạng thái sạch trưng khỏi mọi che ám, khởi từ cuộc sống vô thức của cá nhân, có từ đời này cũng như những đời trước. Nó là một trạng thái nằm ở trung tâm của hiện sinh con người. Nó đặc trưng bởi tánh không, đó là một sự rỗng rang toàn diện, vắng mặt mọi che ám và giới hạn. Thế nên mọi khả tính hiện hữu đồng thời trong nó cũng như bởi sáng tỏ, nghĩa là không chỉ quang minh trong sáng mà còn là thông minh. 13. Tham thiền và sự thể nghiệm sau đó. Như thế, vì thực hành tu chen rốt ráo không có sự khác biệt cách ly giữa thời thiền định và giai đoạn sau thiền định. Không có sự khác biệt giữa trạng thái tham thiền bằng phẳng và sự thể nghiệm sau đó. Trong Rippa chúng là một, như thế không thiền định là đại thiền định. Trong Rippa không có thiền định, tuy nhiên Rippa là thiền định tối thượng. Khi trong trạng thái tham thiền, hành giả không thiền định nhưng không hề từ bỏ thiền định. Đối với thành tựu giả trong đại định, chẳng có ngay cả một mảy lông thiền định hay hoạt động tâm trí hoặc phóng dật. Những tư tưởng có thể khởi lên, thậm chí phát triển, nhưng thành tựu giả không phóng dật theo chúng. Và như vậy, sự thiền định của vị ấy giống như dòng chảy liên tục của một con sông. Có ba loại đệ tử khác nhau theo khả năng của họ. Người khả năng cao có một khuynh hướng thực hành tham thiền vì đã nghe những giáo lý và đã thực hành chúng trong những đời quá khứ. Thế nên trong đời này, khi nghe những giáo lý và được đưa vào trực tiếp, người ta hiểu ngay lập tức, như Mayusuri Mitra khi lần đầu gặp Garab Toji. Một đệ tử như vậy là một pháp khí thích hợp nhất cho giáo lý. Khi cái thấy hiểu Thách Trù được trình bày cho một người, anh ta hay chị ta hiểu tức thời và các đức tức khắc mọi căng thẳng chấp cứng. Và về thực hành Thôn Gan giai đoạn đầu tiên, cái thấy biết trực tiếp thực tại sẽ bao gồm đồng thời sự chứng ngộ những giai đoạn thấy khác. Ở đây chúng ta đang nói đến bốn giai đoạn trong thực hành cái nhìn thấy. Xem bên giảng chúc thư cuối cùng của Garab Toji dòng 30. Mọi tư tưởng bên trong và hình tướng xuất hiện bên ngoài đến tức thời giải thoát vào nền tảng ngay khi sanh khởi,
vào trạng thái của tỉnh giác và quang minh không thể tách rời. Chúng giống như những làn sóng trên mặt đại dương, khởi lên và chìm xuống, và không có vấn đề gì trong việc đó. Ở đây không có thiền định, cũng không có không thiền định, nhưng một cá nhân khả năng cao như vậy thì rất hiếm. Một cá nhân khả năng trung bình, ngay khi nghe những giáo lý từ một đạo sư, nhận biết được rằng hình tướng nào có khởi lên, chúng chỉ tiêu biểu năng lực sáng tạo của pháp thân. Nhưng những người không hiểu điều này, những người khả năng thấp, phải theo đuổi một tiếp cận tiệm tiến hơn, bởi vì họ dễ rơi vào sự thống trị của những hình tướng hư vọng. Họ phải thực hành đều đặn để đạt được mức vững chắc nào đó trong thực hành tham thiền của họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta có đủ sự tích tập những nguyên nhân của sự tập trung hay jhana, những nguyên nhân như một chỗ tách biệt, vắng vẻ, yên tĩnh, một chỗ ngồi thoải mái, không bị kích động, không có những người khác lui tới, vân vân, thì những kinh nghiệm trong thiền định chắc chắn sanh ra. Nhưng nếu chúng ta phóng dật thì không thành công. Như thế, từ bỏ mọi tiêu khiển thế gian là rất quan trọng nếu chúng ta muốn thiền định có kết quả. Dù rốt ráo không có sự khác biệt về thực hành tham thiền giữa trạng thái tham thiền bằng phẳng và sự thể nghiệm sau thiền định, nếu trước hết chúng ta không làm chủ được sự tham thiền và an lập nó trên nền tảng của riêng nó trong thời thiền định, làm cho nó kiên cố và vững chắc, thì chúng ta sẽ không thể đưa nó vào thời kỳ sau thiền định. Như vậy, chúng ta sẽ không thể chuyển hóa mọi hoạt động của chúng ta vào con đường. Thói quen thiền định không đều đặn sẽ khiến chúng ta có những chệch choạc, làm cho chúng ta xa khỏi trung tâm hay thể trạng bẩm sinh của chúng ta. Bởi thế, với người mới học cần phải chia sự thực hành thiền định của họ thành những thời tách riêng. Trong thời thiền định, chúng ta cần ổn định sự tham thiền để cho chúng ta có thể tiếp tục trong tinh túy hay bản tánh của nó, đem nó vào những hoạt động sau thời thiền định và tiếp tục trong cái hiểu biết hay trí huệ thấu suốt trực tiếp này. 14. Trạng thái duy nhất của pháp thân. Bởi thì không cần tìm kiếm loại thực hành thiền định nào khác khi ở trong cái thấy hiểu pháp thân, nghĩa là trong trạng thái tham thiền, những tư tưởng và hành động của chúng ta dù sao cũng tiếp tục biểu lộ. Nhưng chúng làm như thế một cách tự phát và không có bất kỳ cố gắng chú ý nào về phần chúng ta để ngưng dứt hay tạo ra cái gì cả. Chúng ta tiếp tục ở trong trạng thái độc nhất của pháp thân một cách tự nhiên. Và khi chúng ta thực hành cái yoga tự nhiên này, nó thoát khỏi mọi tạo tác ý niệm. Trong đó, Samatha và Vipassana không tách lìa nhau. Mọi sự trở thành vô tác và tự phát, và chúng ta tiếp tục trong trạng thái vốn sẵn đủ của thực tại. Tổng quát, chúng ta có thể dịch chữ Sanskrit Hamata tức pháp tánh là thực tại, nghĩa là trạng thái của hiện thể đúng như nó đang là. Sự thực hành được biết là viên ngọc như ý của dòng những thành tựu giả, như có nói trong Nalut Toji Sức Căng của Jimmy Lingpa. Lìa ngoài thực hành này của tất cả chư Phật, không có phương pháp nào khác. Một khi chúng ta khám phá điểm thiết yếu này, điểm thiết yếu này là Rigpa, bây giờ không cần phải trở lại những thực hành quán tưởng của hệ thống Tantra và những thực hành của hệ thống Kinh như phân tích vân vân. Chúng ta không cần đi những dòng mua sắm trong ngôi chợ tâm linh tìm thêm những thực hành. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hành nguyên lý của Tô Trang, đó là tánh giác Rigpa, bây giờ chúng ta có thể sử dụng mọi phương pháp khác của hệ thống Kinh và Tantra bất cứ lúc nào chúng tỏ ra có ích cho chúng ta. Nhưng chúng ta thực hành tất cả các phương pháp khác này từ quan điểm Tô Trang, nối kết mỗi cái của chúng ta với thực hành Guru Yoga để hòa nhập và giữ gìn những giáo lý đã được trao truyền. Tất cả những giáo lý thuộc những thừa khác đi đến giác ngộ là những đường lối khác nhau, cuối cùng đưa đến sự khám phá pháp thân. Chúng chỉ là những con đường khác nhau dẫn lên sườn núi. Tuy nhiên, Tô Trang tự thấy mình đã ở trên đỉnh núi, bởi vì nó tiêu biểu cái thấy hiểu pháp thân. Nó là đỉnh cao nhất của mọi con đường hay mọi thừa đi đến giác ngộ. Bởi thế, không cần thiết phải đi trở lại xuống sườn núi để tìm con đường nào khác.
Tất cả những thực hành được Phật Thích Ca dạy thật ra là những phương tiện khác nhau để tìm thấy trạng thái đơn nhất, duy nhất của tánh giác vốn sẵn đủ và tức thời này. Nhờ những phương tiện này, chúng ta khám phá được pháp thân trong chúng ta. Nhưng nếu chúng ta khao khát những giáo lý khác và tìm ở đâu khác ngoài chúng ta và bắt đầu làm những thực hành kém hơn cái thấu hiểu và khả năng vốn có của chúng ta, lúc ấy chúng ta giống như một bà lão già có nhiều vàng trong nhà mình lại sống trong nghèo khó vì không nhận biết nó. Hay chúng ta lại giống như một người ăn xin lang thang từ chỗ này qua chỗ nọ đến một nền nhà cũ làm bằng gạch vàng, nhưng lại ngồi đó để xin từng đồng xu từ mọi người đi qua. Nếu chúng ta theo đuổi những thực hành kéo theo những việc làm của tâm thức như cả kinh và tantra đòi hỏi, chúng ta sẽ chỉ xây một củi nhốt vô hình của thiền định bao quanh chúng ta. Cái củi nhốt vô hình này sẽ trở thành nhà tù cho chúng ta, và lúc ấy chúng ta sẽ không thực tập sự tự do nội tại vốn sẵn của mình. Thế nên chúng ta phải đạt đến một quyết định dứt khoát qua sự tự khám phá rằng không có cái gì khác lìa ngoài sự thực hành tánh giác tức thời này. Một khi chúng ta đã tự mình khám phá rằng pháp thân là bản thân Phật quả, được kinh nghiệm là cái tỉnh giác hay trí huệ nguyên sơ trần trụi, nó vốn tự hữu và chưa từng mê mờ, chúng ta có thể tiếp tục trong sự thực hành tham thiền mà không bị phá rối bởi bất kỳ nghi ngờ gì. Đây là tinh túy của lời tuyên bố thứ hai của Garab Toshi.